xin chào mọi người chào mừng mọi người quay trở lại với kênh lan rừng hàng độc sơ rái bắc tây nguyên à, hôm nay thực sự rất là vui luôn mọi người à, sau gần cả năm trời à, dặn bà con biết bao nhiêu lần thì hôm nay thì à, rất là may mắn thì bà con trong lúc mà đi khai à, thác lan rừng về đã đã gặp được một cái loại địa lan rất là quý luôn và trước mặt mọi người đây đó chính là cái cây địa lan kiếm có tên gọi là kiếm hồng lan nhé mọi người nó là một cái cây à, kiếm à, lá mềm đó, mọi người có thể xem thì nhìn sơ qua các bác nhìn thân lá thôi thì vẫn chưa biết được là cái cây này nó đặc biệt đâu chỉ những bác nào mà chúng ta hay chơi địa lan những cái dòng địa lan quý thì mới rành được cái cây này nhé rồi và bây giờ em sẽ chèn cái hình hoa của cái cây kiếm địa lan kiếm hồng lan này vào cho mọi người cùng ngắm để các bác các anh chị chúng ta cảm nhận nha những cái hình ảnh này là những cái hình ảnh mà lúc cái cây nó nở hoa và và bà con người ta đi rừng người ta chụp được đó mọi người đó rồi đây mọi người xem nha. Cái đặc điểm của cây này á là cần nó sẽ thẳng lên, sau đó là ra những cái bông hoa rất là to luôn nhé mọi người, rất là to và cánh hồng cùng với đó là lưỡi hồng lưỡi vàng nè, trên lưỡi có những cái nút chấm tím xen lẫn nhau với cái nét hồng, nét trắng. Nó nó tạo nên cái nét đặc biệt cho cây lan nha. Và nếu mà các bác các anh chị mà chúng ta lần đầu nhìn thấy cây này á, là chúng ta cứ tưởng nó là những cái loại lan công nghiệp mà nó lai tạo với nhau, nhưng mà thực sự ra thì cái cây đây là một cái cây địa lan của rừng tây nguyên nhé mọi người địa lan rừng tây nguyên thì ở tây nguyên á, thì cái giống địa lan kiếm <laughs> hồng lan này á, thì nó phân bố ở chủ yếu ở cái khu vực uh, rừng con tum và rừng uh, đắk lắc à, đây là hai khu vực rừng chính mà có cái cây này tuy nhiên là là đó là ngày xưa thì rất là nhiều nhưng mà cái thời điểm này á, thì phải nói là đi kiếm được những cái những cái cây lan địa lan kiếm hồng lan này nó rất là khó luôn Đó. nhiều khi là đi cả năm chơi mọi người ta thấy là từ cái đợt trước em có cũng có bán lần rồi nhưng mà phải đến đợt này nè sau cả gần năm một năm luôn thì mới có lại nhé mọi người để chia sẻ cho mọi người <laughs> rồi trong tự nhiên thì cái cây này nó mọc ở chủ yếu ở trên các tầng gọi là cái lớp lá mục ở trong rừng mọi người với ở trên những cái vách vách đá đó, nên là về cách trồng cách chăm sóc thì mọi người có thể là là về chúng ta trồng vào chậu à, vỏ thông ha tức là đầu tiên là mọi người ở dưới đáy là mọi người bỏ một lốt xốp cho em ha để thoáng rễ thứ hai là tới vỏ thông to và trồng vào sau đó là rải một lớp vỏ thông nhỏ vỏ thông nhỏ ở trên cái bề mặt để nó giữ ẩm nhá à, ngoài ra thì các bác anh chị có thể bổ sung thêm chất dưỡng bằng các loại phân hoặc là các loại các cục ấy cục dinh dưỡng, cục chất dinh dưỡng đó ví dụ như là phân trùng quế rồi vậy thôi là được. Rồi, à, cái đó là một trong số những cái cách trồng thôi. Thì em biết là nhiều có nhiều bác nhiều anh chị chúng ta rất là rành về các kiểu trồng à, lan à, kiếm địa lan lá mềm này. Thì các bác anh chị có thể chúng ta áp dụng tùy theo cái cách trồng của mình. Nếu mà cảm giác mà có những cái cách nào mà trồng tốt hơn thì mọi người có thể áp dụng ha một số bác thì chúng ta có thể là là trồng đá bọt nè hoặc là những cái kiểu ví dụ trồng than cũng có tùy tùy mọi người thôi ha. nhưng mà em nghĩ là cái giá thể vỏ thông là cái giá thể là thông dụng phổ biến nhất mà các bác anh chị cũng dễ có ha rồi và cái hàng này rất là hiếm nên là em sẽ chia ra từng phần để em bán nha mọi người nên là các bác anh chị đừng có hỏi là cân ký bao nhiêu bởi vì nó mỗi lần nó về được ít rồi đợt này về cũng được khá khá mọi người tầm hơn chục phần rồi và đây thì mỗi phần thì em chia ra nó được tầm cả bốn thân nhé mọi người đều 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 như nhau đây mọi người thử xem Đó, các phần nè Loại này thì nó nở hoa vào cái dịp xuân nhé mọi người dịp xuân Đó, tức là đầu năm đầu năm xuân là tới cái mùa hoa của nó nên là các bác anh chị chúng ta về trồng chăm sóc có thể là là chờ tới cái sắp tới là chúng ta được ngắm hoa luôn. Rồi đặc điểm của cây thì là cái cây này là cái kiểu dáng lá nó là lá mềm, kiểu dạng lá mềm nhỏ và củ thì à, lúc cây trưởng thành thì củ nó sẽ to cho như quả bóng đây và nó hơi mang cái màu sắc hơi tím tím nha mọi người. À. Các bác anh chị có thể để ý là cái cái màu sắc chủ đạo của bông hoa này là cái màu tím, à, màu hồng tím nên là cái thường cái thân lá nó sẽ có những cái sắc tố tím ở trên thân. À. À. Đây các phân thì em chia đều nhau Nên là mọi người đặt mua bao nhiêu phân thì cứ báo em nha Và em báo giá luôn Cứ mỗi phân có giá là 300 ngàn nha mọi người 300 ngàn Và mọi người lưu ý là 300 ngàn là chưa bao gồm phí vận chuyển nha Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu Chỉ chắc nó rơi vào tầm 4-50 ngàn vậy đó. Rồi đó Thì mọi người mua bao nhiêu phân thì cứ báo với em thôi Dù Bác nào muốn sưu tâm thì em nghĩ một phân đây là về trồng đủ một chậu rồi nè Còn bác nào mà muốn mua nhiều hơn trồng nhiều chậu thì có thể là lấy hai ba phân đó rồi và em báo giá lại lần nữa là giá là 300 ngàn một phân nhé mọi người một phân nó được tầm 4 thân thôi nha không được nhiều đâu loại này rất là hiếm luôn em đặt cả năm nay mới có luôn và giá nó càng ngày nó càng tăng mọi người giá càng ngày càng tăng do trong tự nhiên nó, nó càng ngày càng ít đi nhiều khi kiếm rất lâu mới hên hên lắm mới gặp được cái giống địa lan quý này và về cái thú chơi địa lan thì em nghĩ là nó cũng rất phổ biến ở các bác anh chị yêu lan kiếm hiện nay rồi đặc biệt là một số anh em ở phía ngoài bắc á, thì người ta người ta có phong trào chơi những cái giống địa lan kiếm này nó rất là lâu rồi hình thành từ lâu rồi đó ngay cả việt nam mà không chỉ riêng việt nam mà ngay cả trung quốc nữa mọi người trung quốc người ta hay chơi hay chơi nhất là những cái giống địa lan kiếm á. em thấy ở phía ngoài bắc có nhiều cái giống địa lan kiếm đẹp lắm đó kiếm xanh rồi các kiểu đại mạc rồi mạc xuân đột biến rồi nhiều thể loại lắm mà giá nó không cao mọi người nhiều khi, khi cái tép nhỏ nhỏ mà có những cây địa lan kiếm đột biến đó. tép nhỏ nhỏ thôi nó mấy chục triệu cả trăm triệu cũng có mọi người thậm chí là có những cây là nó lên tới giá trị cả tỷ đồng luôn á rất là kinh khủng luôn để để, để giải mới thấy được gọi là cái sức hút của những cái giống địa lan kiếm mọi người rồi và Tây Nguyên thì cũng rất may mắn có được nhiều cái cây địa lan kiếm đẹp. Đó ví dụ như kiếm đà bà nà kiếm hồng này nè. Rồi có một số cái cây ví dụ như là kiếm bạc lan nè, rồi à, à, Simbidum sandera nè, nó nhiều nhiều loại lắm. Cái cây này là cái tên tiếng Anh của nó là Simbidum in nhé mọi người. Simbidum insitene. Rồi, à, mọi người mua thì à, liên hệ tới số điện thoại của em để ấn tiêu đề nhé. Mọi người liên hệ đài 0384 750 258 Đó, Một cái giống Lan phải nói là thật sự đẹp luôn mọi người Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha